Vai trò của người hướng dẫn nhập thất, chúng ta đã biết được một kỳ thất từ 3 ngày trở lên. Cơ thể chúng ta đổi mới hoàn toàn, sức khỏe cải thiện nhanh chóng cùng với những thay đổi rõ rệt về tâm linh. Nhưng việc thực hiện một kỳ thất từ 3 ngày trở lên không dễ dàng, ngay cả đối với người đã trải qua một hoặc vài lần nhập thất. Vì thế, chúng tôi thường khuyên là nên tham gia một lớp nhập thất có sự chăm sóc chu đáo của người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Ngoài kinh nghiệm và kiến thức, người hướng dẫn còn cần có cả đức độ và sức mạnh tinh thần để tạo được niềm tin vững chắc cho người nhập thất. Sức mạnh tinh thần là một năng lực đặc biệt giúp cho người nhập thất nương tựa để hoàn thành trọn vẹn và thành công mỹ mãn một kỳ thất. Chính vì những yếu tố này mà muốn trở thành một người hướng dẫn nhập thất phải kết hợp được các yếu tố trên. Đây không phải là một việc dễ dàng, ai cũng làm được. Chúng tôi làm rõ vấn đề này để mọi người đều có thể nhập thất một hoặc nhiều lần với kết quả cao nhất. 1. Đời sống trong thất hoàn toàn khác với đời sống thường. Sau khi biết rõ lợi ích của nhập thất, phần đông hăm hở muốn được chứng nghiệm ngay. Đây là một quyết định quan trọng, quyết định thay đổi đời sống từ một người thường nhân trở thành một người khác thường. Nếu không muốn nói là phi thường, nhất là trường hợp đang mang trong người một trong trọng bệnh làm mình đau khổ từ ngày này sang ngày khác. Nhưng nếu không có đầy đủ kinh nghiệm thì không sao thực hiện được một kỳ thất với kết quả mong muốn. Đặc biệt quan trọng nhất là người nhập thất lại đang mang một chứng bệnh hiểm nghèo, đã đến thời kỳ trầm trọng mà vẫn viễn ảnh là thế phế nhân hay phải lìa bỏ thế gian. Dù chỉ muốn ngăn ngừa hay cấp thời đẩy lùi căn bệnh bằng nhập thất thì việc thực hiện cũng không dễ dàng như uống một vài viên thuốc hay đến phòng mạch bác sĩ. Uống thuốc hay được chăm sóc, kể cả nằm trên bàn mổ, tất cả đều không đòi hỏi một nghị lực, một quyết tâm, một năng lực tinh thần nào. Còn nhập thất là việc làm có kèm theo nghị lực, ý chí cá nhân, kể cả niềm tin vững chắc nữa. Đó là chưa kể phải cần đến một sức phò trợ từ bên ngoài. Đang ăn uống bình thường, chuyển sang ngưng ăn uống, nhất định cơ thể phải có nhiều thay đổi xáo trộn. Phần thể chất bị xáo trộn, tất nhiên phần tinh thần cũng xáo trộn theo. Có thể nói cả thân và tâm đều phải trải qua một thời gian khác thường, không giống ngày thường. Sự xáo trộn này nhiều khi rất mãnh liệt trong 2 ngày đầu, khiến chúng ta rất dễ nản lòng, bỏ cuộc. Trường hợp người nhập thất có cơ thể không bình thường, đang bị bệnh nặng kéo dài, sức khỏe đã suy kiệt hoặc đang bị nghiện ngập thì vấn đề càng phức tạp hơn. Kinh nghiệm cho thấy, người ăn nhiều thịt, nghiện rượu, thuốc lá, ma túy là người khó vượt qua kỳ thất đầu dù chỉ có 3 ngày, còn người có thể trạng suy ngược nhiều, ốm yếu, tế bào thiếu nước hoặc bị đau tim nặng, huyết áp quá cao, tiểu đường loại thấp, v.v. thì phải được chăm sóc cẩn trọng đặc biệt. Nếu người bệnh quá nặng thì nên chuẩn bị tinh thần để được ra đi an lành, không nên nhập thất. Các diễn biến bất thường trong thời gian nhập thất chúng tôi đã trình bày cặn kẽ trong quyển sách Kinh nghiệm nhập thất trị bệnh nan y. 2. Vai trò của người hướng dẫn. Người hướng dẫn là người thực hiện nhiều lần nhập thất từ ngắn đến dài ngày. Nhờ vốn kinh nghiệm nên họ không ngạc nhiên hay hốt hoảng khi thấy người nhập thất gặp các phản ứng bất thường. Trải qua nhiều năm hướng dẫn nhập thất, chúng tôi đã tận mắt thấy nhiều trường hợp biến chứng bất thường. Nhờ đó, chúng tôi an tâm và vững tin khi phải đối phó với những tình huống đặc biệt như vậy. Chính sự vững tin này giúp cho người nhập thất cũng vững tin, không bỏ cuộc. Nhưng kinh nghiệm không thôi chưa đủ, người hướng dẫn còn phải có kiến thức nữa. Kiến thức ở đây là kiến thức chuyên môn về cơ thể học, về y học, chứ không phải kiến thức phổ thông hay kiến thức của các ngành học khác. Thiếu kiến thức sẽ dẫn đến những hướng dẫn sai lầm, làm tổn hại đến sức khỏe của người nhập thất. Ví dụ, do một hiểu biết sai lầm, nhiều người đã khuyến khích nhập thất kéo dài đến 5 hoặc 7 tuần lễ mà không có sự chăm sóc đặc biệt nào. Cũng có người bắt phải uống thuốc sổ mạnh trước khi nhập thất hoặc rửa ruột thường xuyên bằng nước muối.
Cũng có người cho người nhập thất uống nhiều loại thuốc khác nhau hay những chất bổ thay thế mà không quan tâm đến diễn biến bất thường của cơ thể, vân vân. Những sai lầm này dẫn đến hậu quả xấu cho sức khỏe, thể chất và tinh thần, làm suy tổn niềm tin vào phương pháp nhập thất, thật là điều rất đáng tiếc. Lại cũng có người vì thiếu kiến thức khoa học nên bắt người nhập thất phải giữ bí mật, phải thề nguyền không được nói hay dạy lại người khác. Họ biến một vấn đề khoa học thực nghiệm trở thành một thứ dị đoan mê tín để trục lợi. Nếu một bác sĩ y khoa, dù đông hay tây y, trang bị được kinh nghiệm để hướng dẫn nhập thất thì tốt hơn là một người thiếu kiến thức y học. Tệ hại hơn nữa là một người không biết gì về y học, về cơ thể học, sinh lý học. Điều đáng buồn là cho tới nay, mặc dù phương pháp nhập thất để ngừa và trị bệnh là một vấn đề khoa học đã được nhiều bác sĩ danh tiếng ca tụng từ lâu, vẫn còn đa số thầy thuốc xem là điều xa lạ đối với y học, thậm chí còn xem là điều không thực hiện được, là phản y học. Mong rằng tình trạng đáng buồn này sớm thay đổi để chúng tôi được trọn vẹn trọng trách của mình trước tình trạng bệnh tật tràn lan khắp nơi do ô nhiễm môi trường, do ăn uống hóa chất độc hại hoặc do làm việc căng thẳng gây ra. Ngoài kinh nghiệm, kiến thức, người hướng dẫn còn phải có phẩm hạnh đạo đức nữa. Phẩm hạnh đạo đức được hiểu là có ước nguyện vị tha, vì người khác, vì sức khỏe và hạnh phúc của người khác để làm việc, để được sống hạnh phúc. Hướng dẫn nhập thất là việc làm có liên quan đến sinh mạng của người khác nên phải luôn luôn thận trọng, theo dõi từng giờ, từng phút những chuyển biến nơi cơ thể của người nhập thất. Trọng trách của người hướng dẫn là trọng trách của một người xả thân vì người khác, chứ không phải xem người khác như một phương tiện lợi dụng. Người hướng dẫn phải có phong thái lương thiện, tinh thần lo lắng cho sức khỏe và sinh mạng của người khác, làm cho người nhập thất có được niềm tin vững chắc. Niềm tin này là một sức mạnh dời non lấp biển, một yếu tố quan trọng cho mọi sự thành công. Sau cùng, người hướng dẫn nhập thất còn phải là người có một năng lực tinh thần, một sức phò trợ siêu hình. Điều kiện này đòi hỏi một thời gian dài trong thực nghiệm và chứng nghiệm. Chẳng những nhờ phẩm hạnh đạt được trong nếp sống, mà nhiều khi đặc điểm này còn là một thủ đắc bẩm sinh. Rất nhiều người ngay từ khi mới sinh hay ở tuổi thanh xuân đã tỏ ra có những năng lực riêng về tinh thần, không phải do học hỏi mà có. Để tăng trưởng thường xuyên năng lực đặc biệt này, ngoài việc thực hành một đời sống đạo đức, còn phải thường xuyên cầu xin được hộ trì từ thế giới vô hình. Vì thế, hàng năm mỗi khi có dịp trở về thăm quê hương, chúng tôi thường thăm viếng các danh lam thắng cảnh ở vùng Thất Sơn để cầu xin sự tiếp trợ vô hình. Nhờ đó mà trải qua trên 40 lớp nhập thất với sự tham dự của hàng ngàn người, ai cũng đạt được kết quả tốt, chưa có một người nào bỏ cuộc nửa chừng, dù tình trạng sức khỏe ra sao. Do việc đòi hỏi ở người hướng dẫn phải có kinh nghiệm, kiến thức, đạo đức và năng lực riêng, nên việc trở thành người hướng dẫn không đơn giản, không dễ dàng chút nào. Có thể nói, gần 100% những người có trí thông minh bình thường, kiên trì siêng năng học tập và luyện tập đều có thể trở thành thầy thuốc hay thầy giáo, nhưng để trở thành một người hướng dẫn nhập thất thì hoàn toàn không phải như thế. Vì vậy, bất cứ ai muốn biến đổi đời mình bằng phương pháp nhập thất đều phải nương tựa ở người có kinh nghiệm hướng dẫn nhập thất. Thank you.